là đoàn xe chở Thủ tướng Nhật các bạn nhé. Thủ tướng Nhật thăm Việt Nam. Nhật thăm Việt Nam các bạn nhé. Giờ xe của Đại sứ quán Nhật này. Đấy, rất nhiều đoàn xe đi cùng. Chốt đoàn sẽ là một chiếc đây, một chiếc Hummer chống đạn các bạn nhé. Mercedes-Benz S600 Puma World của Bộ Ngoại giao. Wow, quá đẹp luôn anh ạ. Siêu dài. Đây là chiếc limousine giống với chiếc của Chủ tịch Kim Jong-un. Một trong hai chiếc được Bộ Ngoại giao nhập về chưa để đón chính khách. Động cơ V12. Siêu phẩm. Siêu dài luôn. Rất bên trong da màu đen. Rất dài luôn. Có hai chiếc S600 Full Power bên trong và một chiếc nữa. Đây là xe vừa đi đón Thủ tướng Hà Lan. Đời đâu đó khoảng 2012, 2011, 2012 gì đó. Các bạn nhìn thấy nó rất dài luôn, cực kỳ dài luôn. Khoang sau là 4 chỗ ngồi, quay đầu và quay hướng với nhau. Dài hơn rất nhiều ở Maybach 62S. Siêu phẩm. Khiếp luôn. Trong đây còn một chiếc nữa anh em nhé. Xong bạn sẽ đưa về đại sứ quán, xong rồi bạn sẽ gửi cho đường.
rất dài luôn.